tặng món đồ uống đá xay có tên là sô cô la bạc hà đá xay. Để làm được món này thì các bạn cần chuẩn bị các nguyên liệu như là sirap có hương vị vani, kẹo bạc hà nhân sô cô la. Kẹo này các bạn có thể tìm mua ở các cửa hàng bán bánh kẹo hoặc là cửa hàng tạp hóa. Vụ sô cô la này các bạn có thể tìm mua ở các cửa hàng bán nguyên liệu làm bánh hoặc các cửa hàng bánh kẹo cũng có thể bán cái loại nguyên liệu này. Ngoài những nguyên liệu chính ra thì vẫn như thông thường là các nguyên liệu đi kèm như là bột mix, hương vani, sữa tươi không đường, men gà thực vật và sữa đặc đường. Sau đây mình sẽ tiến hành thực hiện món sô cô la bạc hà đá xay. Món này bao gồm có 10ml đường, 20ml, sirap hương vị vani là 20ml, ngoài chiếc tóc về bằng tay như thế này thì các bạn có thể sử dụng cái băm để làm nó nhanh hơn. Với hai lần bấm thì các bạn sẽ được 20ml, sau đó là sữa tươi không đường là 60ml, không đường để tạo nên một chút nhưng mà cái đá của các bạn nó đang ở trạng thái đà. Khi đã băm đến các đồ lọc theo là mix 10g bột mix, 1g bột mix, 10g. Nếu như đong bằng cái thìa đong như thế này thì các bạn có thể đong một thìa bằng mặt sẽ được 10g sô cô la. Nhân sô cô la 2 viên, cùng sẽ là đá, lượng đá 180g tương đương với 1.500ml bằng mặt như thế này. Đến với đủ nguyên liệu về món này, sử dụng chức năng phá đá trước. Sau đó, máy đã tốc độ trung bình được xay trong vòng 25 đến 30 giây. Xay xong, đồ uống đã được xay chuyển với đá. Thường thì để lấy cái đồ trong cái cối xay này ra thì mình cũng dùng một cái lượng củ của thìa dài như thế này để thao tác của cái cối xay. Thì việc làm như thế này sẽ tốt hơn là các bạn sẽ không phải chọc cả cái bàn tay này vào bên trong này. Khi làm như vậy thì nếu như đang đối diện với khách hàng thì sẽ gây cái cảm quan không tốt.
đi một đường cao tốc từ bên ngoài vào phía trung tâm thủ đô, dừng vào giữa, sau đó tôi đi lên trang trí thêm với một chút sô-cô-la ở phía trên. Vừa hoàn thành xong món sô-cô-la và cà rán xanh, chúc bạn thành công.